Chào cả nhà. Chào. Thì cả nhà ơi, sáng nay mình đi thăm câu thả mà bữa nay có cháu Vĩnh từ Long An về cũng như giao lưu với góc làm quê chơi. Vậy là mình tiến hành đi thăm chú Sang ơi. Đi đây. Đi. Mình xin chào quý cô chú, anh chị. Thì anh Vĩnh về tới ba người đó. Anh Lợi nữa. Về đang trải nghiệm đi bắt ếch đó. Đêm hôm thì ba anh cũng có đi bắt ếch rồi. Mình không có đi theo. Đây có cô đang hái lá sầm. À, kì đó tôi đi chợ á, cái tôi đứng ở đang lửa cá, cái thằng kia nó quay làm sao đưa lên đài truyền hình, mấy kia gặp tôi, nó trời ơi gặp ngồi lửa cá chỗ cá đồng. Cái này cô hái mình bán vậy là bán ký hay bán sao hả con? Mua về giờ bán nhưng mà người ta hái giao cho mình, mà ở nhà này nè bà dì hai á, nó lớn tuổi rồi, rồi bà bị tai biến nó hái không nổi. Là mình tự mình hái. Mình tự hái. Dạ. Nên bà bán rẻ hơn mình ký. Là cô dò về cô bán luôn, tự bán sao? Dò tự bán luôn. Giờ biết làm gì không, rồi rồi bà dì hai nó yếu. Mua người ta hái thì giao cho mình. Dạ. Yeah. Hái dữ quá, 1 ký được 5 ngàn, hái cực á, hái có tiếng. Hái 1 ký lá này lâu lắm mới được ký. Đây là con đi luôn coi. Nè, cũng tới cái địa điểm là mình thăm câu. Hôm qua thì mình thả chưa có hết câu nữa, chờ tối rồi. Với lại mấy anh cũng lên tới á. Sợ chờ mình lâu rồi mình chơi. Còn mười mấy cái phao nữa rồi đi về. Đây, con ra thăm thử cha, sao thấy căng dây đó không biết sao đâu. Không phải mà bởi tôi nghi cái phan cũng ăn thuộc vô cái cây cha cây cái tre này một cái mà không coi kìa. Ủa sao mất tiêu cái phao luôn. Thôi lại dở cái phao kia đi con ơi. Kể như mắc đi. Ổn vậy. Một lữ, đầu tiên là một lữ phải không? Chắc vậy quá, sợ nước lớn để đục bình lên. Khoan, để có gì chưa. Ô, cá chốt còn nổi rồi. Ồ, thấy hàm luôn không? Nổi vậy. Nguyên bầy luôn, trời ơi, cá cha quận lú đuôi luôn. Ủa dính con á. Dính con rồi. Dính con cá vồ, nhỏ. Ôi, chốt ngon cha làm sao mắt được. Có cái vợt. Đâu quay đây coi, quay đây coi. Đó. Vợt vợt đây. Thấy ham quá rồi làm sao đây. Ủa, có dính cá là được rồi. Cái này làm sao bắt nó được được chú Sang? Làm cái vợt bự hả? Ừ. Đừng có sợ bỏ xuống nó lặn không á. Thì bà sợ nó lặn á. Chứ giờ thấy nôn. Ồ, cá cha quá trời nhiều luôn. Rồi sáng nay chắc ăn khô quẹt quá con ơi. Thẳng dây quá không biết sao đây. Bình nó thôi. Gật. Hên vớt con coi. Nó mà lâu dữ. Mà nước lớn. Lúc mình văng mình bỏ phao thì nó rộng. Chỗ này căng quá. Bỏ dép trên đi. Để hồi mất tiêu đâu chép luôn. Thật ra ai sao? Dính luôn nguyên con cá mập ơi.
cho mập đã luôn hả? Đó, đòn cá tra lên nè. Nhiều không? Mọi còn nguyên luôn. Mình chính mình. Còn còn còn. Bởi con xui. Hay quá. Hay quá anh ơi. Kéo lên. Ô, cuối cùng cũng được một em. Cuối cùng cũng có mồi rồi đó. Em thấy cái phao trong nó em gu mà. Để thấy nó xây xây. Trời, con này nấu chua được rồi. Nấu chua, thế ra. Cá mập ha. Đủ quá. Bên biển cho thầy được thôi. Nút lưỡi câu luôn bởi gì? Dù đếm hay gì? Dạ, cá chá. Dạ. Nút lưỡi câu luôn bởi gì? Cái lại cho thấy cái phao nó xây xây kỳ. Sáng giờ muốn buồn ngủ luôn. Tính bữa nay thất vọng rồi. Nút luôn rồi chơi. Nút luôn rồi. Lấy kỳ thấy không? Dạ, mình chịu nổi không? Được. Ngã bự lắm. Chiêu bệnh mà. Có dính là có tương lai. Mình còn cũng hơn chục phao. Nó quấn cái này lại bỏ vô ấy luôn. Về nhà mới mở được cái gì không. Bỏ vô trong cái túi ấy á, trong túi cước á. Ừ, túi cá. Mẫu thịt đó luôn. Ừ, về nhà mẫu thịt. Đây mẫu thịt cá nó mập. Mẫu cái lưỡi cái vô họng luôn. Mép nó luôn. Cá nó mập. Nãy giờ mất gốc cũng hai. Hai ba cái mà xuống mò thì không kiếm cá uổng quá. Thì hôm qua mình cũng có móc mồi cá đang kiếm cá nàng hai đó, sớm giờ không thấy dính được con nàng hai nàng ba nào chưa, kiếm con kiếm ngoài cái này chỗ phao đó. Phao này sao thấy im gu nữa chơi, chắc không dính đâu quá. Cái đường đi xuống quá trời khó. Bây giờ mới có cái này là hiện tượng nha. Hiện tượng là sao? Mất tiêu cái phao nhưng mà không biết sao đây. Dây này không được thẳng cho máy nữa. Nó nhảy ghê hay con? Lên chết giả nữa rồi. Đứng lúc cái phao là lụm. Đi xa này kia cũng không được con nào hết. Có lý à. Nhiệt dây. Ừ. Bự không? Ai biết đâu. Chút phao mà được dây nó nãy giờ cái gì lấm 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 lên á con nữa mới đủ con chua chưa nặng nặng nha cha.
Đấy, còn á, còn còn á. Còn. Còn á. Còn. Nghe nghe em trai nói tổ nghiệp còn sách rập cá, còn không còn thì thôi nghỉ sách hả? À. Chắc ta thấy con này chắc không bự đâu. Ủa, cũng được nha. Ê, nó quộm cũng bụng á, bự á. Rồi. Đó. Ôi, bự không? 2 3 kg gì. Cũng được một cặp rồi. Phải có dính được rồi. Ê. Ê. Được không? Ê. Vậy là cũng được nồi canh chua rồi chứ. Khỏe ra. Con này dính nè. Con này dễ gỡ. Cái nãy là có cá nó ăn, nó lôi lúc vào vô chứ mà sao nó không dính. Lúc vào đó là dính chắc. Vậy là con hôm hôm có gì không con? Con xui cha thăm lén mà con là chắc lội thấy không? Mẹ cá nó lên trên đây chưa? Chắc có thể vậy. Nãy giờ mình lên trên này là hai con. Con ếch hay gì à? Gà. Gà. Anh biết bắt ở thang nữa hả? Hai cái gì? Cá chủ sang ơi. Đấy, cái bọc đấy. Tính tính đi thăm lén hay gì? Đó, coi có không? Thăm lén nữa. Hai con này là nồi canh chua buổi sáng của mình được rồi. Mời. Là phải có bông lục bình ha. Hai mới về phải thả nồi chua ba cái buổi chết. Hai con này hơn ký vậy, con kia hơn ký rồi ông ơi, con kia hơn ký. Hai con này từ bờ ký 7 ký 8 à. Nặng nặng phá vậy đó. Chưa biết, chưa biết, để con coi sao. Thẳng dây dữ không? Ôi, được con nữa. Vô đẻm hả? Ôi, vậy là bữa nay có canh chua khỏe ghê rồi. Quay đây cá coi. Ừ. Ôi có chân té em. Con cá lòng trong hả? Ừ. Ủa, dù đếm này ngon chứ bộ. Con này nửa ký lô quá à. Cái lưng chú Sang rồi. Cái lưng chú Sang rồi. Nhớ mình ngồi kỹ kỹ cái lưng với cái đít đó. Để dành đó nha, xài đó. Cái phao này im ru. Chắc quá không? Dạ, đây này nữa con. Đằng này có không anh? Có một cọng mà thấy thể phao dùng dây không có đâu. Chẳng có lúc
phao nha, lôi gị lúc phao vậy. Còn hai ba lưỡi cuối nó để đổ tay cha với chú Sang thăm. Mà thấy chắc mồi không có à, phao còn cái nguyên nó không nhịp gì chứ. Dính nó nhịp. Nó có hiện tượng. Cá nó ngớp. Mà điều giấc này thì chỉ có cá dồ với cá cha con ngớp thôi. Hừng sáng sớm mờ mờ trời mới có cá lớn đó. Hụt nó, hụt lai gai, lai gai. Cái này bỏ tay lưới 5 phân rưỡi xuống là dính cá dồ dữ luôn cha. Rồi chú Sang thăm phao kia. Mấy chỗ này bắt cũng ngon lắm nè nha anh Vinh. Mà gốc gạ còn hơi cao á. Gạo còn dày quá. Cuộn sớ thì lúng nè. Vinh chú Sang. Rồi em gu luôn. Tối trên đây nghe ếch nó kêu dữ không anh? Bây giờ mình về đó. Ăn quả cũng được mấy con cá, cũng được non canh chua. Gom ở hết chắc cũng hơn 2 kg quá anh. Nhiều quá chứ. 4 con. Cha nó cuốn này kia. Đây là 2 cái túi ớt đêm hôm của anh Lợi với anh Vĩnh đâu bắt. Tính dự định là nấu canh chua mời mấy anh lỡ ăn cơm mà giờ kẹt công chuyện là phải về đường xa nữa, phải về cho nên không có dùng cơm được. Rồi hiện cả nhà đi sao đi. Chuyến sao em đi theo anh bắt luôn đó. Anh bắt nó hay quá, ít bự không à. Ít nái con nào con nái nó bự, bự chảng không. Ai là nhiều nhất? Dạ, thì anh Lợi á. Vậy hả? Rồi, vậy là thịt thuộc về. Tiếp rồi. Những này cũng 10 giờ mấy á, cũng tới giờ trưa mình cũng nó bụng. Đây, thành quả sáng. Con này nó nuốt luôn lưỡi à. Nuốt luôn lưỡi chút nó phải mổ bụng nó. Còn nó chất hơn 1 kg quá chú Sang, tự 1 kg 3, 1 kg 4 quá. Để đó lên nặng mập. Rồi 4 con, con nào cũng vậy trơn mà xách không nổi. Rồi. Mà cá nó mập thiệt ha. Cá nó mập nặng. Nhìn cái lưng nó là biết mập chân phích. Ngon nhất được con vô đếm. Vô đếm này nó không được mập luôn. Ừ, sao con vô đếm nó không mập đâu. Chắc lẽ vô đếm nó mập đâu phải. Con cũng chào cả nhà luôn. Sáng cha với trần trần chú Sang có cả câu chai à. Được rồi. 3 con bự với con nhỏ. Giờ mình nấu canh chua với gần con ống. Với cá kho. Bữa nay mình ăn bữa cơm chưa đi chai? Không biết không, tính sáng kể như rồi đã bữa nay chắc đi chợ. Chịu nước chú sao? Nước hả? Ngõng này chịu nước. Nước ẩm ẩm là nó ma phát. Này sao gió mát dữ chứ. Gió như là mình ở gần mấy biển vậy. Gió hù hù liệt cây chứ. Đây hầm lại chịu gì nổi. Mình ốp rồi kho. Này mình chua là bao nhiêu nè. Tính vậy chứ 4 con này cũng gần 3 kg á. Mà cá này nó ngon. Cá sông mà. Này nấu cơm củi ăn. Không có nấu cơm điện. Cơm củi nấu nó thơm. Ăn cơm nó cũng ngon lắm chứ. Từ dưa lan rồi khoái cơm cháy mà.
cho cá nhỏ. Cà chua. Chỗ mình thì cà chua hay gọi cà gió. Mình cho ra mà vô luôn. Cái này mình nấu con chua me nó chín. Quá wow, cái gỗ gạo này hay họ chắc nó cũng sẹp quá. Đẹp, gạo đó sẹp lắm. Hai món ăn của mình cũng chín á, chả kho, còn có tiêu, kẹo. Chấm mỡ xà. Cái hạt cơm mũi. Rồi, mời ăn cơm, mời chú sang cơm. Chú nhà mời chú đưa. Mời nhà mình cơm nha. Hôm nay mình làm hai món đi, cá kho với nấu hành chua. Tưởng là bữa nay không có cá ăn nên ghét ghét, mấy con ngon quá. Nhà hên đậu cá anh dính. Cái này là con cá vừa đếm đó. Là cái trắng, còn phiêu, không phiêu. Tao ném nó ngon. Đầu dưới nó không dính, dính được dây. Dưới chắc nó nghĩ động quá đặng. Đúng. Không béo cái ghê mình luôn. Béo quá béo. Con lớp cũng có con cả ký mà sao không biết. Cha. Thấy đợt nào mình nhăn lưới dính con cá vô đám bự nó lôi lưới đó cho. Mình nhăn lưới lần đầu tiên trên đó luôn á. Đợt đêm đó con đi về. Mà mình bữa lưới ngang đó. Dính đó dính là hai nữa. Bự luôn. Ở văn khúc dưới này mà không văn ngay chỗ trên cái quán chút. Đợt đó không có chút nó có đùi được ăn ba cá nặng hai cái đợt đó là văn lưới ấy năm con lưới căng còn là lưới thả nguyên khúc đi chú sao ơi. Dạ nó dài nguyên quá. Khúc đi dài hả đó là nó hết dài à. Vô kén này nó chạy. Quá. Căng thầm quá. Nó là hai bự bự thôi mà. Cái lưới còn hai mà, ổ hai mà. Đâu có. Lưới đợt luôn. Đó ấy mà. Tắt hai à. Lưới đợt trước đó nha. Tắt hai lưới nhuyễn trước đó. Nhuyễn cũng tắt hai hả? À lưới nhuyễn. Đếm nên ăn cá lòng tâm qua mình móc cá lòng tâm tính dính kiếm lần hai mà không có có dù ném đếm có ăn cá lòng tâm đồng mỗi một thứ nó ăn khác màu trên yêu cầu là con cá con giờ là nó ăn được à đếm là nó ăn cá mà
cái hàm răng nó nhìn như răng, hàm răng nó cá mập vậy đó, mà răng nó nhám dữ lắm. Răng cá cha chứ đâu có nhám đâu, đưa vô cái hàm răng nó cái nhám. Và mình thả đó chắc chừng 30 phao cái gì rồi đó. Qua bên kia hình như 4 phao quá vậy. Phải không chú Sa? 5. Tính sáng rồi, tính rồi rồi. Cái này đi chợ nhờ hên cho Vĩnh xuống thăm, vớt hàng khủng liền, vớt hàng khủng liền. Nó chết không cha, lại sống cho sống thôi. Nó không dướng gốc là nó ngáp được là nó sống à. Dính nó lên ngáp được ngầu quấn, nó không lên ngáp được nó chết. Cái cha thì thầm lén cái phòng giật giật rồi đồ dính cá bự không, cá bự tức làm gì cá bự không, chắc bị câu cho nó khôn lắm á, con thạch cũng có thể đâu. Câu quá đâu sợ nhát nữa. Miếng mỡ nó chắc béo lắm chứ. Lắm. Ôi ơi, hấp cái đứa tên chua nó ngon. Đây con cá vừa đến là lúc này nó bụng nó rồi. Vừa đếm hay nó chai cũng vậy, cái bụng mà béo thịt trắng tư. Cái biết thịt nó trắng, cái này mà phải dính sáng dính từng con 4 kg lôi lên lấy vợt xúc chôn mới đã, dứt con một cái gì cũng được quải luôn, không cần bắt nhiều con ơi, bắt con bự cái bá cái một gì. Dớp luôn. Dớp cho bụng này đây. Quá béo. Cái này cũng là cái bụng đó. Béo. Béo mà dưỡng ốc luôn á. Nhà xem có tối thì cũng thông cảm, mà tại vì gió quá, gió mình kéo màn lại nó hơi hơi tối, ánh sáng không đủ. Này còn gió dữ không biết. Này là hơn gió bắc luôn đó chứ sao. Hơn gió bắc gì nữa. Cái gió bằng ống này nó cũng gần giòn nữa nè. Gió bắc nhà ta gió lai ra hoài. Còn gió này hơi cũng chặt cái mặt bắt nữa, mà lúc kinh nghiệm lần sau mình lật cho nó cột lên chút mới được. Ý cha lật cột rồi đó con, chứ không phải lật dài đâu, cha biết á. Dạ. Cái này phải lật cái lóng riêng, mà cái lá nó riêng á, để cái lá dính nữa. Cái này anh trụng vô là nhắc xuống được rồi, đừng để chín. Cái này để sau cùng, để chín quá cái đó nó hết giòn. Chín qua lá dài như gần nhất, nhúng rồi. Dứt đầu con cá ném à. Ôi rồi cái bụng này chú sang ơi, còn bên nha, chú làm bên con bên nè. Làm rồi. Làm nữa đi. Năm làm bên đi. Thôi hả? Uống cái bên đây, béo rồi. Chú Sang phá cái đầu kìa. Ấy cái đầu nó chú Sang.
trắng ngang. Trắng ngang vậy? Nguyên cái đầu luôn đi. Này của mình là lấy cốt. Đó. Đó, rớt luôn hả đúng không? Tới tay cái đầu này. Tới tay bà hai luôn phải không? Còn là cạp luôn. Dữ lắm à. Nè, ăn cái đầu cá vô đếm cả nhà. Nó béo.